Chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu của Nhóm Double Wish. Hôm nay Kazu muốn ăn thử sushi cơm can. Có ý nghĩa là chính hàm cơm sushi nha. Tạo chính là cơm can. Là cái này thấy à, bên ngoài là giống như là cơm can nè. Tạo chính nè, người Nhật Bản nè, khi ăn sushi chắc chắn uống trà nè, trà san nhật nha. Bên sushi cũng can là như thế này nha, là có 6 loại nha. Trứng cá, chả cá kiểu Nhật Bản nè, là kanikama nè. Kanikama là chả cua, không, nhưng mà giả vờ nè, giả vờ cua nè. Không phải cua thật nè, là có thể là shit kim, cá ngừ, rau biển, bắp mayonnaise nè. Sự thật là nếu mọi người mua sushi ở cửa hàng tiện lợi Nhật Bản thì chắc chắn có nước tương nè, nhưng mà bây giờ là không có nè, có thể bị đậm đà nè. Đầu tiên là cơm can kamaboko. À, có nhiều cơm nè. Sushi cơm can Nhật Bản là cơm nhẹ nhàng nè, nhưng mà cái này là không phải nhẹ nên sẽ nó ngay à. Ăn hết 6 viên này thì chắc chắn nó vã, nó khó. Mà Nhật Bản là cơm ít hơn và nhẹ nhàng hơn nên đối với Kazu, sushi cơm can Nhật Bản là ngon hơn cái này nè. Là hơi cách nhau nè. Trứng nè, kiểu trứng này là có sandwich nha, hình như là không có Nhật Bản nha. Đối với Kazu, vị này là rất lạc nha. Hợp nha. Bánh mì và trứng này là rất hợp nha, rất xíu ngon nha. Mà cái này là hơi lạc nha, nhưng mà mình không nói không ngon. Tiếp theo là cái này là cá ngừ. Hả? Cá ngừ ớt, nhưng mình nghĩ là cá ngừ cơm can thì bên Nhật Bản là cũng có sốt mayonnaise nha, nhưng mà cái này là hơi cay nè. Cái này là không phải sushi. Sau khi ăn sushi này thì cơm và cá ngừ cay là chia tay, chia trong miệng nè. Nếu có cơm nè là cá ngừ cay thì ăn, vừa ăn cơm vừa ăn cá ngừ này thì giống như vậy, nên không cần làm gương can. Bây giờ là không có nước tương nè. Nếu có nước tương thì thay đổi vị này nha. Kazu nghĩ là ngon hơn. Đối với người Nhật, nước tương là rất quan trọng nè. Mỗi ngày đều ăn nước tương và tương nè. Trong cơ thể của người Nhật Bản chảy nước tương và tương nè. Theo là trứng cá chắc chắn là mayonnaise cay à. Tại vì là cũng phải là sốt mayonnaise bình thường nè, phải màu chanh nè. Ngon đó. Mình đã đi ăn sushi ở Việt Nam và nhiều lần. Khi đó mỗi lần mình cảm thấy cơm của sushi Việt Nam là tập trung nè, và có nhiều nước nè và mềm nè. Nhưng mà ở Nhật Bản là không phải như vậy đó. Là hạt cơm sushi của Nhật Bản là độc đặc. Mình thấy được một hạt cơm nhé. Tại vì là khi làm sushi, người Nhật Bản nghĩ là phải cần không khí trong sushi này nhé, nên không phải như vậy. Theo là rau biển. Cái này cũng là không hợp nhau nè. Biết là hợp nhau nè, nhưng mà đồ ăn này là chia nè. Bên này là chỉ có cơm thôi à. Bên kia này là chỉ có rau biển thôi à. Chia nè, biết là ngon nè. Khi ăn sushi
nhiều người Nhật Bản đó cũng trà. Tại sao? À, mình sai rồi. Đây là ít đường. Ở Nhật Bản là không có trà ít đường nhé. Trà xanh Nhật Bản là không có đường. Nhưng mà ở Việt Nam là như vậy. Nên thỉnh thoảng mình mua sai. Chỉ uống trà này thì ngon ấy. Nhưng vừa ăn cơm vừa ăn uống trà này thì không hợp nhé. Tôi với người Việt Nam thì hợp nha hả? Thế nào? Cùng bắp sốt mayonnaise. Nhật Bản cũng có cương canh này nè. Nhưng mà có nhiều cơm nè. Thì bây giờ quá nó. Bao giờ thích nhất là cái gì? Ê, bắp sốt mayonnaise. Cái này là ngon nè. Là không ngon là càng là hết hồn nè. Vì hết hồn. Vì là hơi cay và rất đậm nè. Có nhiều tiêu và cay. Theo kazu sushi cũng khăn này là 2 điểm. Không chỉ là sushi là văn hóa Nhật Bản, nhưng bây giờ là không phải như vậy nha. Các nước khác cũng có văn hóa sushi đặc biệt nha. Nên cái này là văn hóa sushi Việt Nam. Không sao nè. Mình thích là sushi Nhật Bản. Kết quả là 2 điểm nè. Và nếu mà nhà hàng sushi Việt Nam thì ngon nè. Mọi người nếu thích video này thì hãy like, share, subscribe nha. Bye bye nè. Bye bye nè. Bye bye nè.